Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại channel Hồ Mobile. Camera thì đã trở thành một cái tiêu chí rất là quan trọng khi mà lựa chọn những chiếc smartphone. Không chỉ ở phân khúc cao cấp mà ngay kể cả ở những phân khúc tầm trung hay là giá rẻ thì các hãng cũng rất là chú trọng về cái mảng này. Hiện tại trên tay mình thì đang có 3 cái sản phẩm trong phân khúc khoảng từ 2 đến 3 triệu, đó chính là chiếc Sony Xperia XA. Đây, còn đây là chiếc Xiaomi Redmi 4X và một chiếc Xiaomi Redmi Note 4X nữa. Và trong cái video này thì mình sẽ làm phó nhánh quốc dân. Mình sẽ ra bên ngoài và so sánh chi tiết về camera của ba cái sản phẩm này để xem là sản phẩm nào thì chính là ông hoàng về camera trong phân khúc khoảng từ 2 đến 3 triệu nhá. À mà đừng quên truy cập vào website hongwai.vn để biết thêm thông tin chi tiết cũng như thể là giá cả của cả ba cái sản phẩm này. Còn bây giờ thì cùng mình ra ngoài thôi. Đầu tiên thì mình có chụp trong cái điều kiện đầy đủ sáng. Thật ra thì có hơi thừa sáng một tí thì có thể thấy được trên chiếc XA thì cân bằng trắng khá là tốt. Cái phần nền trời và cây thì không bị cháy mạnh, nhưng mà trên chiếc 4X thì bị cháy lem đi, còn trên chiếc Note 4X thì lại tối hẳn bởi vì chụp ngược sáng. Cái này thì mình cũng không hiểu vì sao mà Note 4X lại làm chán như vậy, mặc dù thì mình đã khóa nét ở phía bên dưới rồi. Và cái điều này thì lại lặp lại trong bức ảnh này. Chiếc XA thì cho cân bằng trắng thì rất là tốt, ảnh cho ra vẫn có cái độ chi tiết và ánh sáng rất là đều, chứ không bị tối thui như trên chiếc Note 4X. Khi mà chuyển qua chế độ chụp macro thì mình thấy ảnh trên chiếc XA thì có độ chi tiết cao, màu sắc thì có cái đẩy lên được, có cái thì không đẩy lên được. Mình cũng không hiểu vì sao lại như thế. Như thế là trong ảnh này thì màu trên bông hoa thì nhìn khá là tươi và màu sắc được đẩy lên khá là rực rỡ. Nhưng mà ngay sau đó thì mình chụp cái bức ảnh này thì lại nhìn thấy cái màu sắc thì nó lại khá là nhợt nhạt. Và nếu như nhìn tổng thể thì màu trên ảnh thì nó lại nghiêng về tông màu lạnh. Trong cái tấm ảnh này thì 4X và XA lại cho thấy được cái sự vượt trội của mình. Vẫn giữ cái tông màu lạnh trên ảnh và cái chủ thể thì được tách biệt với background. Trên chiếc 4X thì có tông màu ấm hơn, còn trên chiếc Note 4X thì mình hơi thất vọng vì nếu mà chụp quá gần thì sẽ không bắt nét được chủ thể. Vừa rồi thì mình cũng đã chụp những cái tấm ảnh ở chế độ chụp tự động, bây giờ thì chuyển sang chế độ HDR xem có cái sự khác biệt gì không nhá. Khi mà chuyển qua chế độ HDR thì mình thấy được sự cải tiến trên cả ba máy luôn. Và đây là một tấm ảnh mà mình cố ý chụp với nhiều cái chi tiết lộn xộn để xem máy xử lý như thế nào. Và trên cả ba máy thì khá tốt. Phần lá cây ở phía trên thì được làm khá là tốt trên cả ba máy, nhưng mà trên chiếc Note 4X thì lại chuyển qua tông màu nóng, còn trên chiếc XA và chiếc 4X thì lại giữ tông màu lạnh. Khi mà chụp trong cái điều kiện thiếu sáng thì có thể thấy được trên chiếc XA thì nó làm sáng hơn và không bị noi, còn trên hai chiếc máy còn lại thì chất lượng cũng có thể nói là tạm được. Còn khi mà quay video thì như các bạn có thể nhìn thấy, trên chiếc XA thì có thể thấy máy chống rung khá là tốt, còn trên chiếc Note 4X và 4X thì rung thôi rồi luôn. Thật ra thì trên cả ba máy đều không có chống rung quang học, nhưng mà cái phần xử lý của Sony thì mình chưa bao giờ thất vọng cả. Sony là một cái nhà cung cấp cảm biến ảnh trên smartphone hàng đầu thế giới mà. Và mình rất là ấn tượng với camera của cái sản phẩm này. Trong tầm giá khoảng từ 2 đến 3 triệu thì camera của em này gần như không có đối thủ luôn. Và tất nhiên là trong dịp Tết năm nay thì mình sẽ lựa chọn cái sản phẩm này để chụp các cái tấm ảnh với bạn bè, với gia đình. Mà nó cũng rất là phù hợp với những cái bạn sinh viên có cái hầu bao nó cũng không phải là quá dồi dào luôn. Các bạn muốn mình so sánh thêm về phần nào nữa thì hãy comment xuống phía bên dưới nhá. Đừng quên truy cập vào website hongwai.vn để biết thêm thông tin chi tiết về cả ba cái sản phẩm này cũng như là các cái sản phẩm khác trong phân khúc giá rẻ. Thấy video hữu ích thì nhớ like, share, subscribe kênh YouTube của Mobile. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.